Clip này thì cái clip này thì thực ra là không có gì anh em ạ, chỉ là một cái clip mong muốn của một người anh viewer mà em không tiện nhắc tên. Thì anh em muốn là đứng cạnh bờ sông Lâm Du Quan và bật một bài nhạc Võ Lâm anh em ạ, để hồi ức về cái thời kỳ Võ Lâm của đại khái là một thời tung hoành, nhưng mà chỉ tội là bây giờ anh ấy bận công việc và nói chung là ở bên Mỹ này không chơi được anh em ạ. Đấy. Thì em sẽ mở bài Kiếm Hiệp Tình, em sẽ tắt cái nhạc này đi, nhạc Võ Lâm anh em ạ. Đấy. Thế là không biết bờ sông nào nhỉ? Hai bờ sông bên này. Mở đầu sẽ là bờ sông.
Chúng ta vừa mới trải qua một vài phút để cảm nhận lại một cái gì đó nó thực sự là rất là hoài niệm anh em ạ. Lúc mà em nghe cái bài hát này em cũng cảm thấy là hoài niệm anh em ạ. Nó là một cái gì đó thanh xuân của những cái người thuộc thế hệ 78X đến 9X anh em nhỉ. Tuyệt vời anh em ạ. Đây sẽ là cũng là một cái clip mà kỷ niệm của em OLED luôn.